Chi bộ Thanh tra Bộ Công Thương vừa tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là chi bộ đầu tiên của Đảng Bộ Bộ Công Thương tổ chức đại hội. Báo cáo tại đại hội, đồng chí Lê Việt Long, bí thư chi bộ, tránh Thanh tra Bộ Công Thương cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Bộ Công Thương. Nhiệm kỳ qua, Thanh tra Bộ đã chủ trì thực hiện 11 cuộc thanh tra về hành chính, chuyên ngành, phòng chống tham nhũng, chủ trì thực hiện 18 đoàn kiểm tra tại 51 đơn vị. Nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực quản lý nhà nước trọng yếu, đặc thù hoặc có nhiều dư luận xã hội, những nơi có đơn thư tố cáo phản ánh. Nhiều kiến nghị thanh tra, kiểm tra được Bộ Công Thương cũng như các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, bổ sung, hoàn thiện cơ chế quản lý. Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Thanh tra Bộ xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, tiến hành thanh tra hành chính đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Phấn đấu hoàn thành 100% các chương trình công tác đã được phê duyệt. Đại hội Chi bộ Thanh tra Bộ Công Thương đã bầu Bí thư Chi bộ Phó Bí thư Chi bộ và Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025. Theo đó, đồng chí Lê Việt Long, tránh thanh tra bộ là Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Thanh Hải là Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội Chi bộ thanh tra bộ nhiệm kỳ 2022-2025.